Các em thân mến, hôm nay thầy giới thiệu bài 26 hệ thống làm mát. Yêu cầu biết được nhiệm vụ cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống làm mát và hai là đọc được sơ đồ hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức. Em đã biết lý do tại sao ở động cơ đốt trong người ta lại phải có hệ thống làm mát. Các em suy nghĩ và trả lời. Ở đây thầy có thể nói, việc đốt cháy hỗn hợp khí nhiên liệu trong xi lanh động cơ sinh ra nhiệt độ khoảng 2000 độ C hoặc lớn hơn. Vì thế các chi tiết xung quanh đến xi lanh và xung quanh động cơ rất nóng. Tuy nhiên, vách trong của xi lanh có nhiệt độ không được lớn hơn 260 độ C. Đây là nguyên nhân phá vỡ cấu trúc của hệ thống dầu bôi trơn và gây quá nhiệt các chi tiết và hệ thống của động cơ. Vì lý do này, người ta sử dụng hệ thống làm mát để triệt tiêu một phần năng lượng thừa. Và thực ra trong động cơ này, khoảng 1/3 lượng nhiên liệu sinh ra, nhiệt liệu sinh ra trong buồng đốt là chúng ta phải triệt tiêu nó và làm mát bằng không khí. Một, nhiệm vụ và phân loại. Một, nhiệm vụ. Khi động cơ làm việc, các chi tiết máy, nhất là các chi tiết có tiếp xúc với khí cháy, chịu ảnh hưởng của nguồn nhiệt ma sát do piston chuyển động trong thành xi lanh và nguồn nhiệt do khí cháy sinh ra dẫn đến các tác hại như là giảm sức bền các chi tiết bó kẹt piston trong xi lanh và gây kích nổ trong động cơ xăng. Cho nên, hệ thống làm mát có nhiệm vụ duy trì nhiệt, giữ cho nhiệt độ của các chi tiết của động cơ không vượt quá giới hạn cho phép. Và đây là mô hình hệ thống làm mát động cơ trên ô tô, nó có két nước ở phía đầu xe. 2. Phân loại. Theo chất làm mát, hệ thống được chia ra hai loại: hệ thống làm mát bằng nước và hệ thống làm mát bằng không khí. Như vậy, chất làm mát là nước hoặc là không khí. Hệ thống làm mát bằng nước. Một, cấu tạo. Hệ thống làm mát bằng nước được chia ra ba loại: hệ thống làm mát bằng bốc hơi, hệ thống làm mát bằng đối lưu tự nhiên và hệ thống làm mát bằng tuần hoàn cưỡng bức. Trong bài này chỉ giới thiệu loại tuần hoàn cưỡng bức vì loại này tuy có cấu tạo phức tạp nhưng có nhiều ưu điểm và chúng ta chỉ quan tâm tới hệ thống làm mát tuần hoàn. Về cấu tạo, hệ thống làm mát tuần hoàn cưỡng bức chúng ta thấy có thân máy, nắp máy, 3 là đường nước nóng ra khỏi động cơ, 4 là van hàng nhiệt, 5 là két nước, 6 là dàn ống của két nước, 7 là quạt gió, 8 là ống nước nối tắt về bơm, 9 pulley và đai chuyền, 10 là bơm nước, 11 két làm mát dầu, 12 ống phân phối nước lạnh. Đây là 12 chi tiết của hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức. Nước làm mát được chứa trong các đường ống, bơm, két và áo nước. Bơm nước tạo sự tuần hoàn trong nước của nước trong hệ thống. Bơm nước và quạt gió được dẫn động từ trục khuỷu thông qua đai chuyền. Két nước gồm hai bình chứa phía trên và phía dưới được nối thông với nhau bởi một dàn ống nhỏ. Nước nóng chảy qua dàn ống này sẽ được làm mát nhanh chóng nhờ diện tích tiếp xúc và vỏ, và tốc độ làm mát còn được tăng thêm khi có quạt gió thổi qua dàn ống. Như
Như vậy, cấu tạo của hệ thống làm mát tuần hoàn cưỡng bức là nó có mấy các chi tiết chính. Hai, nguyên lý làm việc. Chúng ta có két nước, bơm nước, áo nước, bộ ổn nhiệt. Đầu tiên, áo nước tức là thân xi lanh. Động cơ làm việc, nước trong áo nước nóng dần. Nhiệt độ của nước trong áo nước thấp hơn nhiệt độ giới hạn. Thì van đóng cửa thông với đường nước về két, mở thông đường nước về được tắt về bơm. Như vậy, nước trong áo nước tăng nhanh nhiệt độ và rút ngắn thời gian hâm nóng động cơ. Đây là nhiệt độ thấp. Bơm nước, đưa nước vào áo nước và bộ ổn nhiệt, van ổn nhiệt này sẽ cho dòng nước đi vào ống trực tiếp về bơm và đây là nhiệt độ thấp. Khi nhiệt độ nước sấp xỉ giới hạn, van mở cả hai đường để nước vừa chảy vào két nước và vừa chảy đường tắt về bơm. Khi nhiệt độ trong áo nước vượt quá giới hạn, van đóng cửa thông với đường nước tắt về bơm và chỉ cho nước đi qua két nước làm mát rồi mới đi vào bơm hút trở lại áo nước. Đây là trường hợp khi nhiệt độ áo nước vượt quá giới hạn. Ở xe ô tô là khoảng 75 cho đến 110 độ C. Ở đây chúng ta có sự làm việc của van hàng nhiệt ở vị trí đóng và vị trí mở. Và chúng ta xem van làm việc như thế nào. Khi nước lạnh đi vào thì chúng ta thấy nước đi qua đường tắt về trước bơm, nhanh chóng đi về trước bơm. Và dung dịch ethylic nó chưa bị vỡ van 2, nó chưa bị nở ra. Khi dòng nước trong hệ thống nước nóng dần thì cái van dung dịch ethylic nở ra và nước đi qua cửa van để đến két làm mát và không đường tắt được bị đóng lại, đường tắt nối cửa cửa van 8 bị đóng lại. Nguyên lý làm việc, khi nhiệt độ nước làm mát nhỏ hơn nhiệt độ quy định, van hàng nhiệt sẽ đóng không cho nước về két mà cho thẳng đường về tắt về bơm. Bơm nước của nước làm mát vào làm mát động cơ đi qua đường tắt. Đây là nhiệt độ của nước thấp hơn nhiệt độ quy định. Khi nước sấp xỉ nhiệt độ quy định thì van hàng nhiệt mở một phần cho nước đi qua đường tắt về bơm và một phần đi qua két nước. Và bơm nước thì vẫn đưa đường nước mát vào làm mát cho các áo nước của thân động cơ. Khi nhiệt độ của nước làm mát lớn hơn nhiệt độ quy định, van hàng nhiệt sẽ mở hoàn toàn đường nước để bắt nước phải đi qua két nước làm mát và cái đường tắt bị đóng lại. Bơm nước đưa nước làm mát từ két nước làm mát về bơm và về thân các xi lanh động cơ. Như vậy, tổng hợp lại chúng ta hai ba lớn hệ thống làm mát bằng không khí. Ngoài hệ thống làm mát bằng nước sử dụng cho các động cơ có công suất lớn, còn có hệ thống làm mát bằng không khí thường dùng cho động cơ có công suất nhỏ. Đây là các loại động cơ có công suất nhỏ làm mát bằng không khí. Về cấu tạo, cấu tạo chủ yếu là các cánh tản nhiệt được đúc bao ở ngoài thân xi lanh và nắp máy. Để tăng lượng không khí đi qua các cánh tản nhiệt trên các động cơ cố định hoặc động cơ nhiều xi lanh có cấu tạo thêm quạt gió, tấm hướng gió và vỏ bọc. Và chúng ta để ý phần thân máy và thân xi lanh, nắp máy và thân xi lanh có những cánh tản nhiệt được đúc ở bên ngoài. Chúng ta có hệ thống làm mát được bổ sung quạt gió, cánh tản nhiệt, tấm hướng gió, vỏ bọc và
cửa thoát gió, thì đây là có thể tăng thêm. Với những động cơ nhiều xi lanh và những động cơ công suất lớn thì chúng ta sử dụng thêm quạt gió. Hai, nguyên lý làm việc. Khi động cơ làm việc, nhiệt từ các chi tiết bao quanh buồng cháy được truyền tới các cánh tản nhiệt rồi tản ra ngoài không khí. Nhờ các cánh tản nhiệt có diện tích tiếp xúc với không khí lớn cho nên tốc độ làm mát được tăng cao. Ngoài ra, động cơ được sử dụng quạt gió không chỉ tăng tốc độ làm mát mà còn đảm bảo làm mát đồng đều hơn. Như vậy chúng ta thấy có quạt gió để làm mát ở bên ngoài, tạo ra luồng gió ở bên ngoài, làm cho tốc độ làm mát nhanh và đồng.